Rồi mới sáng đã gặp một thanh niên chuyên giật đồ chạy nhanh như gió vậy đó. Anh rất là xứng đáng để có thể là đi giật đồ ở quận 1 được. Hôm nay tụi em hay nói vui thôi. Vì mấy bạn mà có tốc độ này là rất là cần, rất cần thiết. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác. Hello, Vlog được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Như vậy là sau hành trình tác nghiệp 3 ngày 2 đêm tại Pleiku, thì ngày hôm nay mình cùng với các thành viên trong đoàn du lịch bóng đá ngoài đường pit sẽ tạm biệt Gia Lai để quay trở về thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc một cái hành trình trải nghiệm vô cùng là đáng nhớ. Ngày hôm qua thì cả đoàn cũng đã được thưởng thức một trận cầu rất là hay của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ở vòng 3 V-League. Với cái trận hòa 0-0 trước nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đứng ở trong nhóm dẫn đầu của V-League sau 3 vòng đấu với 7 điểm giành được cùng với hiệu số bàn thắng bại là dương 6. Hoàng Anh Gia Lai ghi được 6 bàn thắng và chưa để thủng lưới một bàn nào. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và Lê Quang Trải trở thành đội bóng duy nhất ở mùa giải năm nay cho đến thời điểm hiện tại là chưa để thủng lưới. Đây có thể nói là một con số rất ấn tượng. Vào ngày hôm qua thì còn một trận đấu khác, đó là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Thể Công Viettel và câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định. Kết quả rất bất ngờ khi mà Quy Nhơn Bình Định mặc dù là bị đuổi một người chỉ sau khoảng nửa hiệp đấu đầu tiên, đó là tiền vệ Cao Văn Triền, đội trưởng của đội bóng. Thế nhưng mà Quy Nhơn Bình Định với một cái tinh thần thi đấu và một cái ý chí rất là kiên cường thì họ đã vượt khó thành công để giành được trọn vẹn 3 điểm với pha lập công duy nhất của Alisson sau một tình huống mà Bùi Tiến Dũng mắc lỗi và để thủng lưới ở phút thứ 7 của trận đấu. Có thể nói là việc mà câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định có được chiến thắng đầu tiên sau 3 trận đấu là một tin rất vui với người hâm mộ bóng đá đất võ và với chính câu lạc bộ, nhất là ở trong thời điểm mà huấn luyện viên trưởng anh Bùi Đoàn Quang Huy đang bị bệnh và không thể trực tiếp dẫn dắt đội bóng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tạm biệt Pleiku, chào chú, để lên đường trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Chặng đường sẽ là 673 km và với tốc độ di chuyển khoảng 50 đến 60 km một giờ ở nhiều đoạn đường, thì có lẽ là mình cùng với các thành viên trong đoàn sẽ mất khoảng 12 tiếng đến 13 tiếng đồng hồ. Chắc là khoảng 9 giờ tối ngày hôm nay thì mình sẽ về tới thành phố Hồ Chí Minh và mình sẽ lên sóng để trò chuyện cùng với quý khán giả. Đây là chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Mình thì ở nhờ nhà của Trần Minh Vương để đỡ tốn tiền khách sạn. Sau khi mà thu xếp xong hành lý thì ngay bây giờ Vlog Ngoài Đường Pit sẽ đi sang để đón một người anh, đó là anh Tất Thắng, giám đốc tiếp thị của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó là tiếp tục di chuyển đến khách sạn Pleiku và em để đón hai thành viên trong đoàn du lịch bóng đá ngoài đường pit ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn Tho là thành viên trong đoàn nhưng mà ở Hà Nội thì sẽ đáp chuyến bay trở về lại Hà Nội vào trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì lên đường thôi. Từ đây mình qua Lắk Lắk bao nhiêu tiếng ta? Phải có 3 3 tiếng. tiếng đúng không? 3 tiếng anh. 3 tiếng rồi qua đó ăn trưa được rồi. Ăn trưa túc tắc về Đồng Xoài ăn chiều. Có ghé thăm Công Phượng không? Ghé nữa hả? Thăm Công Phượng nữa hả? Thăm Công Phượng again. Ghi vô là thăm Công Phượng again. Đây mà. Rồi bây giờ thì mình cùng với các thành viên trong đoàn tranh thủ ghé ăn sáng ở Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Rồi sau đó mới tiếp tục hành trình di chuyển về Đắk Lắk ăn trưa. Rồi buổi chiều tới Đồng Xoài thì sẽ ăn nhẹ thêm một chút nữa rồi di chuyển thẳng về thành phố Hồ Chí Minh là đẹp.
Chào chị. Một buổi sáng êm đềm. Bây giờ mới chỉ là 7 giờ 20 phút mà thôi. Còn rất là sớm. Các cầu thủ vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Sau một ngày thi đấu khá là mệt mỏi thì họ sẽ có quãng thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục. Vào chiều ngày mai thì Hoàng Anh Gia Lai lên đường đi Đà Nẵng. Và sau khi tới Đà Nẵng thì đội bóng sẽ thuê sân để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 10 tới. Hello Minh Vương. Hello Minh Vương. Chắc là đi ăn sáng rồi. Cái trái cao su này nó bén. Rất là bén nha, các cái cặn của nó. Cứng, vừa cứng mà vừa cứng mà vừa bén. Hôm qua thì ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã đến để dự khán trận đấu. Trước đó thì cứ trong ngày mà một ngày mà trước khi diễn ra các trận đấu thì bầu Đức cũng xuống Hàm Rồng để mà trò chuyện, gặp gỡ ban huấn luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, và sau đó thì cũng đến gặp gỡ các cầu thủ để động viên. Sự quan tâm của bầu Đức dành cho đội bóng ở mùa giải năm nay là nhiều hơn rõ ràng so với những năm trước. Có lẽ một phần là vì năm nay thì lực lượng cũng trẻ hóa rất nhiều và đặt niềm tin vào những cầu thủ cây nhà lá vườn. Nên là bầu Đức cũng muốn dành một cái sự khích lệ về mặt tinh thần cho các cầu thủ để họ có thể tự tin hơn. Còn sớm quá nhỉ? Đây là khu vực bây giờ được bố trí cho các đội trẻ cũng như là các đội khách. Ngoài ra thì lúc này đây thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đang nhận trách nhiệm là đào tạo huấn luyện cho đội bóng ngành công an của tỉnh để chuẩn bị tham dự giải công an nhân dân. Chính vì vậy mà ở dưới Hàm Rồng có khá nhiều chiến sĩ công an đang tập luyện để mà chuẩn bị cho giải đấu. Đây là khu vực nhà ăn chung dành cho các đội trẻ. Còn nhà ăn dành cho đội 1 thì ở trên kia. À, đã thấy các cầu thủ trẻ rồi.
Hủ tiếu trứng anh? Mì gói trứng. Mì gói trứng. Quá đã luôn. Công nhận là dư âm trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Thép Xanh Nam Định thì vẫn được các thành viên trong đoàn rất là ấn tượng và chia sẻ với nhau khá là nhiều trên hành trình di chuyển. Cũng rất là thú vị cả nhà, bởi vì ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã được thấy các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai thì họ đã thi đấu một cách rất là chững chạc, tự tin. Thậm chí là một số cầu thủ họ còn quyết tâm để thể hiện thật là tốt khi mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức đến xem, cũng như là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik thì cũng có mặt. Điều đó cho thấy rằng là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai họ cũng xác định là ở mùa giải năm nay, nếu mà có được những cái thành tích tốt thì họ sẽ cố gắng để có cái cơ hội được góp mặt ở đội tuyển Việt Nam, nhất là với những cái cầu thủ trẻ. Ngày hôm qua thì khi mà xuống sân và trao đổi với huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì huấn luyện viên Kim Sang Sik đã hỏi đến trường hợp của tiền vệ Trần Bảo Toàn. Điều này cho thấy rằng là ông Sik đã quan tâm đến Bảo Toàn và hy vọng là ở những vòng đấu tới, khi mà bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể thi đấu, thì Bảo Toàn sẽ có cơ hội được góp mặt ở đội tuyển Việt Nam, thì quá là tốt cho bạn ấy. Quán cà phê không biết đã mở cửa chưa? Hồ bơi đã được vớt sạch lá rồi. Trả lại một mặt hồ bơi rất sạch sẽ và đẹp. Ai chửi? Anh Việt dậy sớm ghê luôn nè. Cô Loan mua cà phê à? Trung Kiên. Đây, đúng rồi. Kia là Minh Quyền. Hai ông này vừa đi ăn sáng. Đi đâu? Bỏ về sớm à? Thì bây giờ về là đến đêm mới về đến nhà mà. Có 7 cái áo ký giùm anh nha, cứ lay ra ký, khi nào đủ thì quân đội nha. Sao đẹp trai vậy? Mới sáng sớm là đẹp trai vậy. Không sao, có tài hỗ trợ nè. Trời ơi. Cần gì? Cái này á, cứ bọn đem là cái quà kia một chân giữa anh đi ngang qua ký thôi. Ừ. Đó, anh Vương mà nói một câu thì ai cản được. Ủa xe đâu rồi? À đây. Thôi đi thôi, đi xuống cà phê nhà tròn thôi. Đó đang ngồi ở dưới. Trung Kiên. Ừ. Giờ anh cà phê xong anh về Sài Gòn. Bye bye. Rồi mới sáng đã gặp một thanh niên chuyên giật đồ chạy nhanh như gió vậy đó. Anh rất là xứng đáng để có thể là đi giật đồ ở quận 1 được. À, hôm nay tụi em hay nói vui thôi. Vì mấy bạn mà có tốc độ này là rất cần thiết. Ông du học bên kia đâu rồi? Kìa, ngồi bên kia nữa. Đúng hai thanh niên.
ngoài đâu. Trời, mặc áo. Mặc áo rất là đẹp. Tài đâu, tài đâu? Tài là cái đồ. Em biết mang một bộ thì mang chỉ hai bộ tập vậy. Ừ. Ừ gì? Đang chat với người yêu ba ơi. Mang hai màu tập giấy. Gì? Sao mang hai màu tập giấy? Đồ hôm qua coi lại cảnh tượng thì bay vô với anh Tuấn Anh trời. Lỡ chân thôi. Lỡ chân với nhô một xíu thôi. Rồi, bị du khách bắt cóc rồi. Bây giờ du khách bắt đầu đến tham quan học viện. Sẵn dịp là chụp hình cùng với Minh Vương. Như một câu chuyện thường nhật mỗi ngày thì Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đón tiếp rất nhiều du khách đến để tham quan học viện như là một điểm đến check-in thú vị. Đằng sau có phòng truyền thống ở trên lầu cho nên là du khách cũng rất là thích đi tham quan. Rồi, cà phê ăn sáng xong rồi. Bây giờ thì đoàn của mình sẽ tạm biệt Hàm Rồng và sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh. Gặp lại quý khán giả trong các hành trình tiếp theo của Vlog Ngoài Đường Pit. Và bây giờ thì xin mời cả nhà cùng theo dõi lại những thước phim về trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Thép Xanh Nam Định vào ngày hôm qua. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Một cuộc gặp gỡ có thể nói là cực kỳ thú vị vào chiều ngày hôm nay của những con người đã từng đóng góp rất nhiều cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đó là Văn Toàn, là Tuấn Anh, là Hồng Duy và bên kia là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với những thế hệ cầu thủ trẻ, những cầu thủ đàn em. Ngày hôm nay họ sẽ mang đến cho sân Pleiku một cuộc so tài hấp dẫn, thú vị và cũng rất khó lường. Quyết tâm của hai đội là điều mà chúng ta có thể thấy được vào ngày hôm nay. Ngày hôm nay huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã có mặt trên khu vực khán đài để theo dõi hai đội bóng bước vào một cuộc so tài rất hấp dẫn. Và biết đâu là sau trận đấu ngày hôm nay sẽ có thêm những nhân tố mới sẽ góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Lúc này đây thì Bầu Đức cũng đã bắt đầu di chuyển vào trong sân để chuẩn bị theo dõi trận đấu và chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh. Dạ, em chào anh. Dạ, em mới lên ạ. Quý vị thân mến, quý vị toàn thể khán giả, nhiệt liệt chào đón các cầu thủ
Hello Vlog và Đường Phía xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Vừa rồi là một trận cầu vô cùng là sôi động, kịch tính cho đến những phút cuối cùng. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã hòa với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định với tỷ số là 0-0 trong một trận cầu mà có thể nói là cầu thủ hai đội đã mang đến một trận đấu hay và mãn nhãn. Một trận đấu quá tuyệt vời dành cho cả hai đội bóng. Một trận đấu so tài quyết liệt cho đến những giây cuối cùng. Và kết quả chung cuộc, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai hòa với Thép Xanh Nam Định với tỷ số là 0-0. Một trận cầu có thể nói là kịch tính, hấp dẫn, chỉ thiếu bàn thắng. Nhưng hai đội đã tạo ra rất nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Và ngay lúc này đây là ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã xuống sân để động viên các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Vâng, bầu Đức đã đến để bắt tay chúc mừng các cầu thủ trẻ, những chiến binh Hoàng Anh Gia Lai. Những chiến binh Hoàng Anh Gia Lai. Những cầu thủ đã có một trận cầu rất hay trước nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định. Và thêm một lần nữa, ở đây là huấn luyện viên Kim Sang Sik đã xuống để chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Vâng, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã đến để chúc mừng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức cũng đang di chuyển sang khu vực của Thép Xanh Nam Định. Anh Kiên. Bầu Đức có lẽ là đang tìm kiếm Tuấn Anh chăng? Chào em, chào em. Gặp lại người quen cũ, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Ở bên này là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và những người bạn cũ Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy. Bảo Toàn. Những hình ảnh rất sống động và cũng rất xúc động sau một trận cầu hay của cả hai đội. Thép Xanh Nam Định có Rafael Sơn và Henrio, có Tuấn Anh, có Hồng Duy, có Văn Toàn, có Lucas, có rất nhiều những cầu thủ chất lượng. Ngày hôm nay huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tung ra sân đội hình mạnh nhất với hy vọng lấy 3 điểm tại phố núi. Nhưng Hoàng Anh Gia Lai, sân Pleiku đi dễ khó về.
tại Hoàng Anh Gia Lai lúc này là chuyện không hề đơn giản. Maxiel ngày hôm nay đã thi đấu rất tốt, good job. Tỷ số đẹp. Ủa Thủy ơi, thấy anh Thắng đâu không? Ủa sao vào sớm vậy? Ba điểm trận tới. Đó là chia sẻ của Trần Thanh Sơn. Quyết tâm cho trận đấu tiếp theo ở vòng 4 V-League. Vào ngày 3 tháng 10 tới đây, Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách trên sân Hòa Xuân, lại quay trở lại với sân Hòa Xuân và đối thủ lần này sẽ là đội chủ nhà SHB Đà Nẵng. Một trận cầu hay, hấp dẫn và kịch tính. Cho đến những phút cuối của trận đấu, hai đội vẫn tạo ra được những tình huống đôi công. Điều đó cho thấy nền tảng thể lực là yếu tố quyết định đến sự bền bỉ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở những vòng đấu vừa qua. Như vậy là sau 3 lượt trận, Hoàng Anh Gia Lai có được 7 điểm. Hiệu số bàn thắng bại đang là dương 6. Thép Xanh Nam Định sau 3 lượt trận có 4 điểm. Hiệu số bàn thắng bại tiếp tục là 0. Ngày hôm nay thì trọng tài Trần Đình Thịnh đã nhiều lần khiến khán giả trên sân Pleiku có những phản ứng rất mạnh. Và kể cả ban huấn luyện của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng có những phản ứng. Tuy nhiên là bây giờ thì trận đấu cũng đã khép lại. Với những phần trò chuyện rất là tình cảm của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cùng với những người bạn Văn Toàn, Hồng Duy và Tấn Anh. Tấn Anh thì vẫn đang tranh thủ là ký tặng, trong khi là các cầu thủ ngày hôm nay không thi đấu thì được chuyên gia Hugo yêu cầu ra để tiếp tục tập luyện. Ngày hôm nay thì Gia Bảo, Nguyễn Hữu Anh Tài, Cao Hoàng Minh, Cảnh Anh vẫn chưa được sử dụng. Ổn chưa Toàn? Trận tới được không? Cố gắng nha. Một chút nữa thì huấn luyện viên Lê Quang Trải sẽ vào để trả lời phỏng vấn. Kia là nhóm các cầu thủ người Brazil. Họ đang tâm sự cùng với nhau. Đó là Maxiel Jefferson và cầu thủ bên phía Thép Xanh Nam Định, ngoại binh. Ngày hôm nay thì bạn này không có đăng ký để thi đấu ở sân chơi V-League. Xin được chia sẻ là vào trưa ngày mai thì Thép Xanh Nam Định sẽ đáp chuyến bay trở về lại Hà Nội rồi di chuyển ngay về Nam Định để nghỉ ngơi, tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đối đầu gặp câu lạc bộ Bangkok United ở đấu trường AFC Cup.
đây sẽ là một trận cầu rất đáng chú ý, gặp đối thủ đến từ Thái Lan là điều mà rất là nhiều người đã mong chờ. Còn đây là Văn Toàn. Xin chào. Ngày hôm nay thì Rafael Sun đã bị khóa chặt. Một hình ảnh rất là dễ thương. Châu Ngọc Quang cùng với Tấn Anh và bé John của nhà Ngọc Quang. Đây là Jairo Finho cùng với Henrio. Hello, Lê Văn Sơn. Đây là con gái của Jairo. Good job, Jairo. Ok. Mình tranh thủ vào trong phòng họp báo. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác.